gì? Ủa sao tôi đang đi lại đùi lại anh Phong đấy. Cậu muốn cửa lớp mình nãy á, lại có cái tường vậy. Tường nào đây? Là cô đây mà. Cô. Nhanh lên, tại cái mẹo lên ngày nào cũng chậm trễ. Chết xuống mày một cô kìa. Nhanh lên. Từ từ. Ui. Buồn rồi. Nhanh lên ông, lâu thế, vì mẹo đã vào rồi đấy, mấy này. À, ui trời ơi. Cái gì? Ủa sao tôi đang đi lại đùi lại anh Phong đấy. Cậu muốn cửa lớp mình nãy á, lại có cái tường vậy. Tường nào đây? Là cô đây mà. Cô. Mà các em vào nhầm trường rồi đấy. Đây là trường cấp 2 chứ không phải trường mẫu giáo nhé. Em ra ngoài đi. Cô, em ba sao đây mà. Trốn nhà em đang làm đường nên nó bị tắc lỗi. Massage để em đi học muộn đi cô. Không phải là tại tèo ấy. Em đợi tèo bao nhiêu lâu? Tèo lâu hơn là massage có thể mà massage vừa đi vừa trang điểm. Trang điểm. Tất cả là lỗi của em. Em có làm gì đâu cô. Tại sao cứ đổ lỗi cho nhau thế? Dạ thôi. Cô tha cho bọn em lần này. Một lần này thôi. Em hứa với cô từ lần sau em không bao giờ đi học muộn lần nào. Cô sẽ không tha cho các em nữa. Lần này đi, hai lần trước cô tha rồi, lần này cô tha cho bọn em đi. No, thì cô nốt. Nốt gì? Em có biết không, lần thứ hai tôi có thể tha cho em được, nhưng lần thứ ba tôi không bao giờ tha. Cô nốt lần này đi cô. Không, em được. Cô, còn một bạn nữa đi học luôn đi cô. Đúng không nhỉ? Là Vinh Mẹo. Đúng rồi, Vinh Mẹo đi học luôn. Đi cùng em mà. Cả bạn cô cũng đi với nhau mà. Muộn nhưng mà cô muốn chống là bạn ấy đã vào trong lớp ngồi sẵn. Sao Vinh Mẹo xấu tính ấy nhỉ? Không được. Bọn em hoàn em mà. Đi cùng mình nhá. Xong rồi đẹp bây giờ. Sao vậy? Chạy vào lớp chưa? Chạy trước. Cô tha cho bọn em lần này đi cô. Không bao giờ. Em có biết á, tuần này á là tuần thứ mấy mà các em đi muộn không? Dạ em biết rồi. Tuần nhưng mà tuần này là quá nhiều lần rồi. Dạ vâng. 3 lần rồi. Vâng ạ. Các em có biết không? Dạ em xin hứa là giờ không đi muộn nữa. Cô tha cho bọn em nhá. Mình muốn subscribe cho mình.